tiếp đến là song tính là những người bị hấp dẫn về mặt tình cảm và tình dục với cả hai giới nam và nữ những người song tính sẽ không rõ ràng về việc thích nam hay nữ hơn vì điều đó phụ thuộc vào trái tim và cảm xúc của họ khác với khái niệm đồng tính đã trở nên phổ biến người song tính vẫn còn là khái niệm khá mới mẻ trong xã hội vì thế đối với những người song tính chuyện tình cảm của họ được nhìn nhận theo một cách đặc biệt hơn họ thường bị gắn mát là những kẻ lăng nhăng và tham lam khi chuyển từ tình yêu cho một cậu bạn trai sang một cô bạn gái tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng việc một người có chung thủy hay không, hoàn toàn không phụ thuộc vào giới tính của họ, một người đã có trong đầu tư tưởng ngoại tình thì dù họ là ai, giới tính gì, thì việc ngoại tình rồi cũng sẽ diễn ra mà thôi. Tại đây video chỉ có một phút, để xem đầy đủ hãy vào kênh của chúng tôi xem video này bạn nhé.